Chào các bạn, cận thân mến, hôm nay cô cho anh sẽ hỗ trợ các bạn một buổi với chuyên đề về giới từ. Bạn thân mến, với chuyên đề về giới từ này thì trong đề thi của chúng ta chắc chắn là sẽ có một câu. Đúng là chỉ có một câu thôi, nhưng mà chúng ta phải học khá là nhiều với cái chuyên đề này. Thực ra thì mỗi một chuyên đề trong tiếng Anh vào trong cái đề thi của chúng ta cũng chỉ có một câu. Câu dễ hay câu khó thì mỗi chuyên đề cũng chỉ có một câu. Ví dụ, với cái phạm trù về từ cùng chữ nghĩa các bạn thấy khó, đúng không? Thì nó cũng chỉ vào có một câu. Phần từ vựng nâng cao cũng vào một câu. Phần thành ngữ cũng vào một câu. Thế còn những cái phạm trù dễ, ví dụ như thì động từ, bị động, rồi mệnh đề trạng ngữ chỉ gian thì cái phần dễ đấy cũng một câu nhá. Nên là với mục tiêu của chúng ta là sẽ ôn hết để câu nào cũng làm được. Hôm nay cô sẽ hỗ trợ em với chuyên đề về giới từ. Thì bạn nhớ cho cô rồi, để học được chuyên đề này, chúng ta thực ra thì đến giờ phút này chúng ta sẽ không học bài bản về giới từ nữa, mà chúng ta sẽ học đó là giới từ có trong thi. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối rồi mà, đúng không ạ? Nhớ thì bạn nhớ sau này, mấy năm trước thì trong đề thi của mình ấy, thì cái phần giới từ nó sẽ vào cái giới từ kiểu cách sử dụng của on, của in, của at. Nhưng mà năm nay trong đề thi minh họa thì lại vào cái phần là những cái cấu trúc giới từ thông rộng. Đấy, đó ạ. Nói chung là cái phần này nó cũng khá là hên xui. Tại sao cô lại bảo là khá là hên xui? Bởi vì là có năm thì đề minh họa vào cái cách sử dụng của giới từ on in it. Nhưng mà đề thi chính thức thì lại vào cái những cái cấu trúc giới từ thông rộng. Thế có năm thì đề minh họa lại vào là những cái cấu trúc giới từ thông dụng, nhưng mà thi thật thì lại vào những cái giới từ như là on in it kia. Vì vậy mà theo cô thì chúng ta lên ôn hết nhá. Bạn thân mến, với cái chuyên đề hôm nay cô livestream này thì nó không chỉ hỗ trợ cho riêng các bạn 2K5 chuẩn bị thi chủ quốc gia, mà cái phần này của cô còn hỗ trợ cho các bé 2K8 chuẩn bị ôn thi vào 10 nữa. Bởi vì là cái phần về giới từ này thì trong đề thi vào 10 của các bạn cũng có, và cũng vào cái mục là những cái cấu trúc giới từ thông dụng như vậy. Vì vậy mà cái chương trình này của cô thì học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 đều có thể tham gia được nhé. Với cái cách dùng của giới từ on, giới từ in, giới từ at. Giới từ on đi với thứ trong tuần, đi với thứ trong tuần này, đi với ngày trong tháng này. Đi với giới từ on chỉ vị trí trên một bề mặt. Thế còn giới từ in thì đi với tháng, đi với năm, đi với mùa, đi với buổi trong ngày. Dùng trong một khu vực, một khoảng không, mang nghĩa là trong. Dùng trước các địa danh như là thị trấn, thành phố, quốc gia. Dùng trước các danh từ chỉ phương hướng. Đấy. Vậy thì bạn sẽ thấy được là ngoài cái việc các bạn học những cái giới từ on, giới từ in, giới từ at như này, thì bạn nhớ là để mà chúng ta có thể cầm chắc điểm cái câu về giới từ như này thì bạn phải học cả những cái cấu trúc giới từ thông dụng ấy nữa. Thực ra là nếu như bây giờ các bạn mới bắt đầu học những cấu trúc này sẽ thấy rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Nó khá là nhiều. Nhưng mà cô nghĩ rằng là bây giờ các bạn học thì chắc là chúng ta chỉ ôn lại thôi, chứ không phải học mới đâu. Bởi vì những cái cấu trúc này trong cái chương trình học của mình đã có rồi, bây giờ mình chỉ gọi là tổng hợp lại thôi. Để nhớ, hôm nay cô cho anh sẽ hỗ trợ các bạn một buổi thông qua cái phần chữa bài. Tài liệu mà cô cho anh sử dụng trong cái buổi livestream này của chúng ta, đó sẽ là cái tài liệu trong cái cuốn Trọng tâm kiến thức 2023. Rồi, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn nhé. Bạn thân mến, cô cho anh đang bị cúm, lại bị ngạt mũi nữa, nên là bạn sẽ thấy là giọng của cô nó rất là khó nghe. Hôm qua cô cho anh đã nghỉ một cái buổi học livestream của các bạn rồi, vì vậy mà hôm nay cô cho anh cố gắng duy trì cái chương trình livestream này, bởi vì thực ra các bạn cũng sắp thi rồi, cô nghỉ thì cô cũng rất là sốt ruột rồi, nên là các bạn sẽ khắc phục nghe cái giọng của cô nó khá là khàn này, đúng không ạ? Khá là khó nghe, các bạn nghe vô cơ. Và mục tiêu bài học này cô cho anh sẽ hỗ trợ các bạn trong khoảng thời gian là một tiếng. Tuy nhiên là tùy vào tình trạng sức khỏe của cô, nếu như mà cô cảm thấy quá mệt, nói nó không ổn nữa, không rõ nữa, thì cô có thể nghỉ sớm hơn và hôm khác cô bù cho các bạn nhé. Rồi, các bạn thân mến, chúng ta bắt đầu vào học này. Trước khi vào bài, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng, âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học. Bạn thân mến, với cái câu trắc nghiệm về giới từ, nhận ra dạng của nó là trắc nghiệm giới từ, đó là em nhìn vào bốn đáp án này, có about, có at, có with và có from. Vậy nó sẽ là câu về giới từ. Với câu về giới từ thì nó sẽ đi theo cái cấu trúc về giới từ. Vậy thì cái cấu trúc về giới từ cho câu này chúng ta, bạn sẽ căn cứ bằng từ. Căn cứ bằng từ sorry. Nhờ chúng ta có cái cấu trúc về giới từ với từ sorry như sau. Nhờ cô biết rồi đây nhé. Nhờ cô có cái cấu trúc là be sorry. Nhờ about something. Rất lấy làm tiếc về điều gì. Đó ạ. Rồi ngoài nó đi với giới từ about,
thì nó có thể đi với giới từ for nữa. Nhỡ giờ đang tiếc về điều gì. Chờ, vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy được câu dịch là tôi thực sự rất là đáng tiếc cho con trai bạn. Nhỡ, tôi thực sự rất là đáng tiếc cho con trai bạn và tôi hy vọng rằng là thằng bé sẽ sớm được xuất viện. Vậy thì với cái câu này của chúng ta, chờ, cô có cái cấu trúc lúc trước cô bảo với em ấy là cô có cái cấu trúc là be sorry about something, nhỡ, hoặc là for something, nghĩa là cảm thấy buồn, nhớ cái cấu trúc này cô này, nhớ với cái cấu trúc là be sorry about something hoặc for something, nghĩa là cảm thấy buồn hoặc xấu hổ về một cái điều gì đó đã làm. Vậy thì với cái này dịch là tôi cảm thấy rất là tiếc, tiếc, rất hối tiếc, đúng không ạ? Về cái gì mà mình đã làm. Chờ, cái điều đó thường là một cái điều đáng tiếc hoặc là một cái điều xấu hổ mà đã làm. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ở trong ngữ cảnh câu này nó sẽ không ổn với nghĩa như vậy. Thì cô lại có cái cấu trúc sau. Chờ, cô có cái cấu trúc là be sorry. Nhớ, cấu trúc là be sorry about somebody something. Nghĩa là cảm thấy buồn, đúng không? Cảm thấy rất là tiếc, bày tỏ cái sự cảm thông đối với ai. Vậy đây cô sẽ dùng nó với lĩnh nghĩa thứ hai. Đằng sau cô có từ Johnson, nghĩa là con trai bạn là somebody. Vậy thì với câu 1 cô chọn được ý A. Cái gì cả? Tôi thực sự, đúng không ạ? Chia buồn. Nhận tôi thực sự rất là tiếc khi mà nghe tin con trai bạn như vậy và tôi hy vọng rằng là thằng bé sẽ sớm được xuất viện. Rồi sau câu số 1 chuyện đã cô sang với câu số 2. Với cái câu số 2, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái tính từ sau này. Chờ, bạn sẽ căn cứ bằng cái từ amazed. Nhớ từ này của chúng ta nó bằng với từ very surprised, rất là ngạc nhiên. Thì chúng ta có cái cấu trúc sau. Với cấu trúc là be amazed. Ok, be amazed. Rồi, nó sẽ đi với giới từ sau này. Nó đi với giới từ at. Chờ, at somebody something. Nhớ, nghĩa là rất là ngạc nhiên với điều gì, với ai. Được không ạ? Rồi em nhớ cho cô như sau này. Ngoài nó đi với giới từ at thì nó còn có thể đi với giới từ by nữa. Được không ạ? Nhớ cho cô có hai cái này nhé. Vậy thì ở đây bạn sẽ thấy là nó chỉ có giới từ at chứ không có giới từ by. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 2 là ý B. Dịch là cô ấy rất là ngạc nhiên với việc là cô ấy sao cô lại có thể cảm thấy bình tĩnh như vậy sau cái vụ tai nạn đó. Đúng không ạ? Sau câu số 2 chuyển cô sang câu số 3. Với cái câu số 3 tiếp tục bạn sẽ căn cứ cho cô vào cái tính từ đó là từ bad. Chúng ta có cái cấu trúc sau này. Cô có cái cấu trúc là be bad at. Nhớ, chúng ta cấu trúc là be bad for something hoặc là somebody, nghĩa là có hại cho cái gì hoặc cho ai. Nhớ, ngoài ra cô còn cái cấu trúc nữa. Cô có cấu trúc là be bad at something hoặc doing something, nghĩa là gì? Nghĩa là kém cái gì hoặc không giỏi làm gì. Vậy thì ở đây đằng sau cô thấy có từ predicting là verb in. Đúng không ạ? Vậy đây cô dịch là chúng tôi thực sự không 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 chúng tôi thực sự rất là kém trong cái việc mà dự đoán về những cái giá trị của tương lai đó nhá, đó ạ. Vậy thì ở đây cô sẽ cần một từ với nghĩa là kém cái gì, không giỏi cái gì. Vậy cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy sẽ là ý B. Sau câu số 3 chuyển sang câu số 4. Với cái câu số 4 tương tự theo cái hướng như vậy. Chờ, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái động từ sau này, căn cứ bằng từ separate. Chúng ta có cái cấu trúc là separate. Chờ, với cấu trúc là separate đi với giới từ from, nghĩa là tách ra, tách biệt ra với cái gì. Vậy chúng ta có cái cấu trúc là try to do something, cố gắng làm gì. Vậy gì là tôi cố gắng để thịt tách ra với những cái loại thực phẩm khác ở trong tủ lạnh. Vậy thì với câu số 4, cô dễ dàng chọn được đáp án của câu đấy là ý D. Sau câu số 4 chuyển sang câu số 5 này. Với cái câu số 5, giờ bạn sẽ căn cứ cho cơ bằng cái tính từ sau. Bằng với từ amused. Sorry, căn cứ cho cơ bằng từ amused. Chúng ta có cái cấu trúc sau này. Cô có cái cấu trúc là be amused đi với giới từ là at hoặc giới từ là by. Nhờ, nghĩa là gì đấy ạ? Chợ, với cái từ là amused nghĩa là gì? Nghĩa là cảm thấy rất là buồn cười, đúng không ạ? Rất là hào hứng, rất là hứng thú, rất là vui với cái gì đấy, kiểu như vậy. Vậy dịch là cô ấy thực sự rất là vui với cái nhận xét của bạn nhớ, đúng không ạ? Rồi vậy thì với cái câu số 5 này theo cái cấu trúc như vậy thì câu số 5 này cô chọn được đáp án của câu đấy là ý D. Ok, bạn thân mến, bạn thấy cô cho anh chữa như vậy với cái tốc độ như vậy các bạn có theo được không ạ? Đặc biệt là những em học sinh cấp 2 các bạn có theo được cái chương trình cô đang chữa này không ạ? Nếu với tốc độ như này em có theo được không ạ? Nhớ.
Được chưa, được chưa? Xong câu số đáp chuyện cô sang câu số 6 đây. Với cái câu số 6 thì câu này cô thấy có nhiều bạn nhắn tin cho cô hỏi. Đấy. Giờ cô sẽ giải đáp kỹ hơn cái câu này trong cái chương trình livestream này nhé. Với câu 6 em căn cứ bằng từ. Bằng từ mad, nhỡ nghĩa là phát điên. Đúng không ạ? Rồi. Vậy thì với cái câu này chúng ta có cái cấu trúc sau. Chợ cô có với cái cấu trúc là be mad. Nhỡ nó đi với giới từ là at. Ok, hoặc là with somebody, for something, hoặc doing something. Nghĩa là gì? Nghĩa là phát điên với ai, vì cái điên tiết với ai, vì cái gì, hoặc là vì đã làm gì. Đấy nhá. Rồi tiếp này, ngoài ra cô còn cái cấu trúc nữa, đó chính là cái cấu trúc là be mad. Chợ đi với giới từ about something. Nghĩa là gì? Nghĩa là phát điên lên, rất là tức giận với điều gì. Đó không ạ? Nhưng bạn sẽ thấy cho cô như sau này. Với cái câu này của chúng ta, em sẽ thấy đằng sau cô có từ work là động từ. Chứ vậy nếu nó là động từ thì cô sẽ không thể dùng cái anh là about, không thể dùng là for hay là dùng là from được, bởi vì chúng ta có quy tắc là sau giới từ là verb đúng không ạ? Vậy thì ở đây cô sẽ không dùng nha. Câu này là cô gọi là cho là vào để lừa này, đúng không ạ? Cái câu này cô sẽ không dùng đáp án A, B hay C được, bởi vì là với đáp án A, B, C thì đằng sau nó phải cộng verb cơ. Với câu này cô sẽ dùng công thức. Cô áp dụng cái công thức là be cộng với tính từ cộng với to verb. Nghĩa của cấu trúc tùy thuộc vào nghĩa của tính từ. Nhận tính từ ở đây là từ, đó là từ mad, là điên. Vậy câu dịch là bạn thật là điên rồ khi mà đi bộ về nhà một mình vào cái thời gian này trong đêm. Trở về thì với câu này đằng sau có mức nguyên dạng, cô sẽ chọn được câu số 6, đáp án của chúng ta là ý D. Sau câu số 6, chuyện cô sang với câu số 7. Chợ với cái câu số 7, em tiếp tục căn cứ cho cơ vào cái tính từ của nó. Tính từ ở đây đó là từ, với từ acceptable. Là chúng ta có cái cấu trúc là be acceptable, đi với giới từ to. Nhớ, cô có là be acceptable to something, nhớ, to somebody, nghĩa là phù hợp với ai, đúng không ạ? Có thể chấp thuận được đối với ai. Trở về thì ở đây cô dịch là clearly, cô có từ clearly, rõ ràng rằng we need to do something. Chúng ta có cái cấu trúc là need to do something, cần phải làm gì, đúng không ạ? Come to an arrangement, nhớ, cần phải đi đến một cái sự sắp xếp mà nó có thể chấp nhận được cho cả đôi bên. Nghĩa gì cả, rõ ràng rằng chúng ta cần phải thống nhất, đúng không ạ? Cần phải đi đến một cái sự thỏa thuận nào đấy mà nó chấp thuận được cho cả, nó có thể chấp nhận được cho cả đôi bên. Vậy thì với cái câu số 7, theo cái cấu trúc như vậy thì cô sẽ chọn được câu số 7, đáp án của chúng ta là ý A. Dễ không ạ? Dễ, thực ra dễ thì rất là dễ, đúng không ạ? Dễ với điều kiện là em phải biết cấu trúc đó, chứ còn không biết thì nó vẫn khó bình thường. Sau câu số 7 chuyển cho cô sang với câu số 8. Với câu số 8 em sẽ căn cứ cho cơ bằng từ. Bằng từ curious. Nhớ, chúng ta có từ curious nghĩa là tò mò. Đấy nhá. Với từ curious là tò mò, chúng ta có cái cấu trúc sau này. Cô có cái cấu trúc là be curious. Nhớ. Chợ be curious about something. Nghĩa là tò mò về điều gì. Đó không ạ? Vậy thì với cái câu này cô dễ dàng chọn được đáp án của câu số 8 là ý C. Logic là các em bé, đúng không ạ, thì rất là tò mò về mọi thứ xung quanh chúng. Sau câu số 8 chuyển sang câu số 9. Với cái câu số 9, bạn sẽ căn cứ cho cơ vào cái tính từ sau. Căn cứ vào từ careful, chúng ta có cái cấu trúc sau này. Chợ cô có cái cấu trúc là careful, đi với giới từ of hoặc là giới từ with, nghĩa là cẩn thận với, đúng không ạ? Cẩn thận với cái gì nhá, careful of hoặc là with something. Chợ cẩn thận với cái gì? Chợ ngoài đi với giới từ of hoặc giới từ with thì nó còn có thể đi với giới từ about, đúng không ạ? Cẩn thận về điều gì nhá, about. Chợ ngoài careful đi với giới từ about something, nó có thể đi với about doing something, cẩn thận về việc làm gì. Vậy thì bạn sẽ thấy như sau này, xét về of này, về with và about thì cô sẽ chọn được câu 9 là ý B, đúng không ạ? Có cái anh ý B thỏa mãn thôi. Chợ với câu số 9 dịch là nhờ anh ấy thực sự đang rất là tức giận, đúng không ạ? Vì vậy mà bạn phải cẩn thận với lời ăn tiếng nói với anh ta. Sau câu 9 chuyển cô sang câu số 10, câu này dễ, đúng không ạ? Cái câu này cô nghĩ là học sinh cấp 2 cũng làm được. Với cái câu số 10, em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Bằng từ deal, anh ấy cô là động từ nhé. Nghĩa chúng ta có cấu trúc với từ deal with, nghĩa là giải quyết với. Chợ xử lý với, vậy thì câu 10 cô chọn được ý C. Cái dịch là chúng tôi, đúng không ạ? Chỉ có, chúng tôi chỉ xử lý với những cái công ty, đúng không ạ, mà có cái have a good credit records.
Nhớ với cái câu số 10, cô chọn được đáp án của câu đấy là Issei. Ok chưa? Nhớ với cái câu số 10, các bạn thân mến, cô cho anh chữa như vậy, các bạn ok không ạ? Nếu ok, cô cho anh chữa tiếp nhé. Được ạ. Bởi vì là cô cho anh không đọc được cái phần bình luận của các bạn, cô không hiểu sao mà ở bên của cô nó không không hiện bình luận. Đấy. Cho nên là mỗi một lần mà muốn đọc bình luận của các bạn ấy thì cô cho anh lại phải thoát ra vào lại. Đấy, tức là cô phải xem ở trên máy tính này, xong là cô lại phải thoát live stream ra, xong là vào lại thì mới đọc được bình luận của các bạn. Nên là thi thoảng thì cô cho anh mới xem lại bình luận của các bạn thôi, còn cô cho anh sẽ giảng một lèo. Nên là các bạn nếu mà có gì không hiểu thì các bạn hỏi lại cô luôn nhé. Với cái câu số 10 này chúng ta dịch là: chúng tôi chỉ giao dịch với các công ty mà có cái good credit record, cái hồ sơ tín dụng tốt. Đó không ạ? Rồi, xong câu số 10, chuyển cô sang câu số 11. Với cái câu số 11 theo hướng làm như vậy thì bạn sẽ căn cứ cho cô vào cái tính từ sau. Nếu như cái câu số 9 em sẽ căn cứ bằng từ careful, nghĩa là cẩn thận, đúng không ạ? Thì cái câu số 11 em sẽ căn cứ cho cô bằng từ careless, nghĩa là cẩu thả, là bất cẩn. Nhớ, em nhớ cô này. Với cái từ care, nó có 3 tính từ. Nó có tính từ thứ nhất là từ caring, nghĩa là chu đáo, ân cần, nhớ, biết quan tâm đến người khác. Cô có tính từ careful, là cẩn thận. Và cô có tính từ careless, nghĩa là bất cẩn, cẩu thả. Nhớ, ba này cô đều tính từ. Vậy thì với cái câu này chúng ta quan tâm đến từ bằng từ careless, căn cứ cho cô bằng từ careless. Giờ chúng ta sẽ có với cái câu này, chúng ta sẽ có với cái cấu trúc sau này. Cô có cái cấu trúc là careless đi với giới từ là with, ok, hoặc là about something, nghĩa là gì? Bất cẩn với cái gì. Nhớ, vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ có như sau này. Chúng tôi rất là làm sao với cái sự chúng ta rất là làm sao với cái sự an toàn của trẻ nhỏ. Vậy thì với cái câu số 11 này, cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý A. Câu 11 này chúng ta sẽ dịch như nào đây ạ? Nó sẽ có là for all our narrow-minded talk of honor. Thì cô sẽ thấy như so với từ talk, nghĩa là nói, đúng không? Of honor, nhân danh là nói bằng danh dự, đúng không? Dịch là, thì cô có từ narrow-minded nghĩa là hẹp hòi. Vậy dịch là với tất cả những cái lời nói mà gọi là lấy danh dự ra để làm tin, đúng không? Với tất cả những lời nói hẹp hòi mà lấy bằng danh dự ra ấy, thì chúng ta vẫn là những cái người mà rất là bất cẩn với sự an toàn của con trẻ nhá. Rồi, xong chuyển cho cô sang với cái câu số 12. Với cái câu số 12 sẽ là cái câu, đúng không? Tiếp tục cái câu kiểm tra cấu trúc về giới từ. Với cái cấu trúc về giới từ thì với cái câu số 12 này, em sẽ căn cứ cho cô vào cái tính từ sau. Căn cứ vào từ confused. Ok, anh này của chúng ta nó sẽ đi với cái cấu trúc sau. Cô có cái cấu trúc là be confused. Be confused đi với giới từ là about hoặc là by. Nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là cảm giác bối rối, đúng không? Lúng túng với cái gì. Vậy thì với câu số 12 này, theo cái cấu trúc như vậy thì 12 cô chọn được đáp án câu đấy là ý A. Vậy là tôi có chút lúng túng với cái sự sắp xếp cho tối nay. Thời gian nào mà chúng ta sẽ gặp nhau được nhỉ? Nhá. Sau câu số 12 chuyển sang câu số 13. Với cái câu số 13, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái tính từ sau. Bằng từ annoyed, nghĩa là bực mình, khó chịu. Thì cô có cái cấu trúc là be annoyed. Nhớ, cô viết ra đây ạ. Nhớ, cô có cái cấu trúc là be annoyed. Đó ạ. Rồi, nó đi với giới từ là with. Somebody, at hoặc about something. Hoặc about something nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là cảm giác bực mình với ai về điều gì. Đấy nhá. Ngoài ra cô còn cái cấu trúc sau. Cô cấu trúc là be annoyed đi với giới từ là at hoặc giới từ là about. Ok, something nhá, bực mình với điều gì. Nhá. Ngoài ra cô còn cái cấu trúc nữa, đó là cấu trúc be annoyed đi với giới từ là with something. Đó ạ, vậy em có thể nhớ cho cô được là sorry, with somebody. Thì anh có thể nhớ cho cô là với somebody nó dùng giới từ là with. Thế còn với something nó dùng giới từ là at hoặc là about. Vậy thì với cái câu này em xem này, phía sau cô có the way, cái cách mà. Vậy nó sẽ đóng vai trò là something. Vậy đóng vai trò là something thì cô sẽ thấy được là ở đây nó sẽ dùng một giới từ là at hoặc là about. Thế nhá, vậy thì với cái câu số 13 này, cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý D. Và dịch là anh ấy rất là bực với cái cách mà
Cô ấy cố gắng take over. Chúng ta có cái cụm động từ take over nghĩa là tiếp quản, chiếm đoạt, thống lĩnh, đúng không ạ? The whole meeting, toàn bộ cuộc họp. Và anh ấy rất là bực với cách mà cô ấy đã cố gắng kiểm soát toàn bộ cuộc họp. Xong câu số 13 chuyển cô sang với câu số 14. Với cái câu số 14, bạn tiếp tục theo cái hướng như vậy. Giờ bạn sẽ căn cứ cho cô vào cái tính từ sau. Căn cứ vào từ angry, chúng ta có cái cấu trúc như sau này. Cứ có cái cấu trúc là be angry. Be angry. Chợ đi với giới từ là with. Okay, hoặc giới từ là at. Somebody, tức giận với ai. Thế này cô lại có cái cấu trúc tiếp đó là be angry. Be angry with hoặc là at somebody. About something. About hoặc là for something. Đúng không ạ? Tức giận với ai về điều gì? Đó không ạ? Rồi, tiếp này cô có cái cấu trúc tiếp theo nữa. Xem nào, cô viết ra đâu được nhỉ? Cô có cái cấu trúc tiếp theo của chúng ta đó là cấu trúc be angry đi với giới từ là about. Đi với giới từ là at. Giới từ là about. Hoặc giới từ là over something. Đấy, ba giới từ này. Nghĩa là tức giận về điều gì. Vậy thì với cái câu này em sẽ thấy là đằng sau có từ me là somebody, có for. Vậy thì cô sẽ áp dụng với cái cấu trúc sau. Cô có áp dụng cấu trúc là be angry with hoặc là at somebody about for something. Vậy đây cô có thể điền được là with hoặc là at. Vậy thì với câu 14 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Nhớ dịch là anh ấy thực sự giận tôi vì đã làm cho cái bạn Sophie cái buồn. Sau câu số 14 chuyển cô sang câu số 15. Với cái câu số 15 tiếp tục theo hướng như vậy, bạn sẽ căn cứ cho cô vào cái tính từ sau. Căn cứ bằng từ doubtful. Nhớ chúng ta có cái cấu trúc sau đó là cấu trúc với từ doubtful đi với giới từ about, hoài nghi về điều gì. Vậy thì cô sẽ chọn được rất là dễ dàng câu 15 là ý B. Nhớ dịch là giáo viên đúng không ạ? Hoài nghi về cái việc là nhớ để cho phụ huynh đóng vai trò như là trợ lý lớp học. Sau câu số 15 chuyển cô sang câu số 16. Vậy bạn sẽ thấy rằng là với cái phần về giới từ như này, nếu chúng ta biết cái cấu trúc về giới từ thì nó cực kỳ dễ đúng không ạ? Nhưng mà không biết thì nói chung là chúng ta có ngồi nghĩ nó cũng không ra được. Vậy thì cái phần giới từ nó cũng giống như phần thành ngữ vậy, biết là khoanh được ngay mà không biết thì cũng khoanh được ngay đúng không ạ? Nếu mà không biết thì khoanh bừa cho cô ngay chứ ngồi nghĩ nó cũng không ra được. Với câu số 16 căn cứ bằng từ excited, chúng ta có cái cấu trúc sau này. Cô có cái cấu trúc là excited đi với giới từ là at, đi với giới từ là about, at hoặc là about something. Đi với cả với giới từ by nữa. Đấy. Nghĩa là hào hứng, hứng khởi với cái gì. Đi cả với giới từ for nữa. Đấy. Cô nói lại này. Cô có cái cấu trúc đó là với excited đi với giới từ about, đi với giới từ at, đi với giới từ by, đi với giới từ for something. Đúng không ạ? Rất là hào hứng, hứng khởi với cái gì. Vậy sẽ thấy được là với bốn cái giới từ bên dưới, đúng không ạ? Thì em sẽ thấy được là có cái anh ý D của chúng ta thỏa mãn. Cô chọn được ý D. Nó dịch là tôi thực sự rất là háo hức với cái cơ hội được làm việc với cô ấy. Xong câu số 16 chuyển cô sang câu số 17. Với cái câu số 17 theo hướng như vậy, em sẽ căn cứ cho cô vào cái danh từ ở phía trước. Lát nữa phần cuối giờ cô sẽ dành khoảng 5 phút để cô sẽ chữa cái phần giới từ mà theo cái kiểu là giới từ in, giới từ on, giới từ at. Về cơ bản nó dùng như thế nào. Với câu 16 em sẽ căn cứ bằng từ sau này. Em căn cứ cho cô bằng tính từ. Căn cứ bằng tính từ enthusiastic. Chúng ta có cái cấu trúc đó là be enthusiastic đi với giới từ about, nghĩa là cảm thông với cái gì. Đó ạ. Chúng ta có chúng ta có chúng ta có cái cấu trúc với cái anh là enthusiastic nghĩa là cảm từ từ chúng ta không phải sorry cái chúng ta không không dịch là cảm thông em ạ. Bây giờ chúng ta có với cái anh là enthusiastic. Ok, bạn nào biết cho cô được là với cái này của chúng ta nó có nghĩa là gì? Ok, nếu bạn nào có thể xử lý cho cô, bạn nào có thể biết được cho cô là với cái anh này của chúng ta nó có nghĩa là gì đấy ạ? Không 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 dịch là cảm thông được. Ok, với cái tính từ là enthusiastic nghĩa là hăng hái, nhiệt tình, say mê. Sorry không dịch cảm thông. Vậy chúng ta có cái cấu trúc là seem cộng với tính từ. Vậy là bạn có vẻ dường như không 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 hứng thú với cái bữa tiệc đấy, bạn có muốn đi không đúng không ạ? Tối nay bạn không muốn đi đến bữa tiệc à? Tối nay bạn không muốn đi à? Vậy thì với cái câu này theo cái cấu trúc như vậy thì cô sẽ suy ra cái từ
Nhờ với từ enthusiastic đi với giới từ about thì câu 17 cô chọn được câu đấy là ý A. Sau câu 17 chuyển cô sang câu số 18. Với cái câu số 18, bạn sẽ căn cứ cho cô vào cái tính từ phía trước của nó. Đó là từ sad, là buồn. Nhưng mà chúng ta có cái cấu trúc là sad đi với giới từ là about hoặc là at something, nghĩa là buồn về cái gì. Kiểu for nữa, đi cả với giới từ for nữa. Cả ba giới từ này nhá, nghĩa là buồn về cái gì. Và chúng tôi thực sự rất là buồn về cái tin của bạn và hy vọng rằng mọi thứ sẽ hy vọng là mọi thứ sẽ sớm ổn với bạn. Vậy thì với cái câu này theo cái cấu trúc như vậy thì cô sẽ chọn được xem nào. Với cái câu này từ từ nhá. Ở chợ với cái câu này chúng ta sẽ có như sau này. Chúng ta có cả cái anh là about, đúng không ạ? Cả cái anh là for. Vậy chúng ta sẽ phải xét kỹ cho cô cái câu này xem là về mặt ngữ nghĩa xem mà nó có gì khác không à, nhớ đúng ạ. Bởi vì là cô bảo em là cái cấu trúc là beside about hoặc là at hoặc là for mà. Vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ chọn nó với cái nghĩa là gì, đúng ạ. Vậy thì cô sẽ thấy như sau này, bây giờ xét theo nghĩa của nó nhé, thì cô sẽ có cái cấu trúc sau, đó là cấu trúc là nhờ be sad about something, nhờ cảm thấy buồn về điều gì, nhờ sad about something hoặc là at something cảm thấy buồn về điều gì. Thế còn cô có cái cấu trúc như sau, là cấu trúc là be sad. Yeah, for thì nó sẽ là for somebody something. Nghĩa là cảm thấy rất là đúng là cảm thấy rất lấy làm tiếc cho cái gì. Với cái câu số 18 này, cô có cái cấu trúc là be sad about at hoặc là for something. Nghĩa là rất là buồn về điều gì nhớ. Nhưng mà nhớ cô là riêng với cái anh for, người ta dùng cái cấu trúc là be sad for somebody something. Cảm thấy tiếc cho ai đó nghĩa hoặc là cho lấy làm tiếc vì điều gì. Trở về thì với cái câu này gì cả, chúng tôi thật sự rất là buồn về cái tin của bạn và hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Vậy thì với cái câu này của chúng ta này, em có thể dùng giới từ là about hoặc là for trong cái câu này đều được em nhé. Nhưng mà thông thường ấy, nếu mà người ta bảo là chọn một cái nào đúng nhất ấy, thì người ta dùng cái cấu trúc là người ta dùng cách diễn đạt là We are very sad about the news. Nhờ chúng tôi rất là tiếc về cái tin của bạn. Dùng giới từ about. Thế còn for thì người ta hay dùng là for somebody nhiều hơn. Ví dụ là We are very sad for you. Chúng tôi rất là tiếc cho bạn. Nhờ chia buồn với bạn. Để như vậy. Rồi xong câu số 18 chuyển cô sang với câu số 19. Với cái câu số 19 em sẽ căn cứ cho cô vào cái tính từ sau. Căn cứ vào từ rich. Chúng ta có cái cấu trúc sau. Chợ cơ có với cái cấu trúc là rich in something. Rich in something nghĩa là có nhiều cái gì. Vậy thì với câu dịch là cái khu vực này có nhiều khoáng sản và trữ lượng than. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 19 là ý D. Sau câu số 19 chuyển sang câu số 20. Chợ với cái câu số 20, bạn sẽ căn cứ cho cơ bằng cái tính từ sau. Căn cứ bằng cái từ accustomed. Rồi chúng ta có cái cấu trúc sau này. Với cái cấu trúc là be hoặc là get hoặc là become. Rồi đằng sau nó sẽ cộng với cái tính từ. Với từ accustomed. Ok, rồi nhé. Rồi sau nó sẽ cộng với to something hoặc là doing something, quen với cái gì. Chợ nó sẽ bằng với cái cấu trúc là be hoặc là get hoặc become used to. Cộng với something hoặc với quen với cái gì. Đúng ạ. Vậy thì với cái accustomed, sorry em cô viết thiếu một chữ C nhá. Hai chữ C, A, C, C. Đúng ạ. Accustomed. Cô sẽ có câu dịch là cô ấy nhanh chóng quen được với cái cách lộn xộn của anh ấy. Đúng ạ. Với cái lối lộn xộn của anh ấy, cái lối bừa bộn của anh ấy. Cô ấy nhanh chóng quen được với cái cách thức bừa bộn lộn xộn của anh ấy. Vậy thì với câu số 20, cô chọn được câu đấy là ý V. Sau câu số 20 chuyển cô sang câu số 21. Với cái câu số 21 em sẽ căn cứ cho cô vào cái động từ sau, đó chính là từ. Đó là từ save. Chúng ta có cái cấu trúc là save somebody from doing something. Nghĩa là gì đấy? Nghĩa là cứu ai đó khỏi bị làm sao. Trở về thì ở phía đằng sau này cô có với cái từ sau này, với cái động từ sau. Cô có với cái động từ đó là từ. Với từ drown này nghĩa là chết đuối. Vậy thì anh ấy bị rơi xuống sông nhưng mà bạn của anh ấy đã cứu anh ấy khỏi chết đuối. Vậy thì với câu 21 theo cấu trúc cô chọn được ý A. Sau câu số 21 chuyển sang câu số 22. Với cái câu số 22
Em sẽ căn cứ cho cơ bằng cái động từ ở phía trước của chỗ trống. Đó là căn cứ bằng cái động từ succeeded. Ok, cô có. Giờ cô có cái cấu trúc là succeed. Giờ đi với giới từ in something. Hoặc là in doing something. Nghĩa là gì đấy? Nghĩa là thành công trong việc làm gì. Là thành công với cái gì? Thành công trong việc làm gì? Giờ, vậy thì với cái câu này cô sẽ thấy là theo cấu trúc cô chọn được đáp án của câu đấy là ý C. Đó ạ. Sau câu số 22 chuyển cô sang câu số 23. Đó, với cái câu số 23, em sẽ căn cứ cho cô bằng cái động từ sau này. Căn cứ bằng động từ. Bằng động từ deny. Chúng ta có cái cấu trúc sau với từ deny. Từ này của cô đó vừa là danh từ vừa động từ. Nhớ, cô có sau này. Cô có cái cấu trúc là deny somebody. Đúng không ạ? Ngoài ra cô còn cái cấu trúc sau. Với cái cấu trúc là deny somebody nghĩa là khiến cho ai đó vui. Cô có cái cấu trúc nữa, lưu ý cho cô cái cấu trúc này, đó là cấu trúc delight. Chứ in something, hoặc in doing something. Đó, đấy nhá. Cái cấu trúc này của chúng ta có nghĩa là gì? Chứ có nghĩa là thích một cái điều gì đó rất là nhiều. Đó. Rồi, vậy thì với cái câu này dịch là anh trai tôi luôn thích, luôn thích nói tôi khi mà tôi mắc lỗi. Chờ, vậy thì với cái câu số 23 này, cô chọn được đáp án của câu đấy là ý B. Em nhớ cô em. Chúng ta có cái cấu trúc là delight. In doing something nghĩa là thích làm một cái điều gì đó. Đặc biệt là cái điều đó khiến cho người khác không thoải mái, khiến cho người khác xấu hổ. Rồi, xong câu số 23, chuyển cô sang với câu số 24. Với cái câu số 24 thì em sẽ căn cứ cho cô bằng cái tính từ sau. Căn cứ bằng từ serious, chúng ta có cái cấu trúc sau, đó là từ. Với từ serious đi với giới từ là for or about something. Nhớ. Cô có cái cấu trúc là serious đi với giới từ là about. Nghĩa là nghiêm túc, đúng không ạ? Không đùa. Nhớ và dịch là thỉnh thoảng à, gì có một cái thứ mà tôi thực sự rất là nghiêm túc và muốn, đúng không ạ? Take it all the way through. Nhớ, vậy thì với cái câu số 24 này, theo cái cấu trúc như vậy thì câu số 24 này cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý D. Đấy nhớ, đúng không ạ? Rồi tiếp này cô có như sau này, lưu ý cho cô cái cấu trúc này. Cô có từ serious đi có thể đi với giới từ for như lúc cô bảo với em ấy. Chờ, vậy nếu nó đi với giới từ for thì nó có nghĩa là nguy hiểm. Nghĩa là không tốt cho ai. Đấy nhá. Thế còn nếu nó đi với giới từ about, nó nghĩa là nghiêm túc, nghĩa không có đùa cợt. Được không ạ? Nhớ cho cô hai cái cấu trúc này nhá. Thì ở trong cái ngữ cảnh của cô là dịch là đây là một cái điều gì đó mà tôi thực sự rất là nghiêm túc. Chợ và tôi muốn take it on the way through. Chợ xem cô này ở cái vế đằng sau mình sẽ dịch cái câu đấy như thế nào để cho nghĩa của câu này nó ổn. Ok. Để chợ cô sẽ thấy là ở phía đằng sau của cô là I want to take it on the way through. Em sẽ dịch câu này của chúng ta như sao? Bạn đã có thể dịch cho cô được cái phần đằng sau này. Chợ chúng ta có cái cấu trúc là want to do something. Muốn làm gì? Đúng không? Bây giờ cô sẽ take it on the way through. Em sẽ dịch câu đấy như nào? Ok. Nào, cô cho anh dừng lại cho các bạn để các bạn thử dịch cho cô cái câu này chúng ta sẽ dịch như nào đằng sau ấy. Dịch là có một cái điều gì đó đúng ạ mà tôi rất là nghiêm túc, đúng không ạ? Đây là một cái điều gì đó mà tôi thực sự rất là nghiêm túc. Chờ, và tôi muốn take it on the way through. Tôi muốn làm sao? Tôi muốn làm nó, tôi muốn lấy nó, đúng không ạ? Tôi muốn có được nó bằng mọi giá. Để nhớ, vượt qua tất cả mọi thứ để lấy nó mà. Nhớ dịch là đây là cái điều mà tôi rất là nghiêm túc này, đúng không ạ? Tôi thực sự rất là nghiêm túc đấy. Và tôi muốn có được nó bằng mọi giá. Đó là dịch như vậy. Rồi sau câu số 24 chuyển cô sang câu số 25. Chờ, với cái câu số 25 chúng ta sẽ căn cứ cho cô vào cái tính từ nào. Nhớ, trong lúc mà cho các bạn đọc câu hỏi thì bạn nào có thể nhìn thoáng qua cho cô xem được là với cái câu này bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì ạ? À? Ok. Nếu cái câu này của cô nó khá là quen thuộc với các bạn rồi bởi vì cái tính từ nó quen thuộc đúng không ạ? Thì với cái câu này chúng ta sẽ có như sau ấy, căn cứ vào cái tính từ. Và từ dangerous chúng ta có cái cấu trúc sau. Với cái cấu trúc là be dangerous for somebody, nguy hiểm đối với ai. Vậy cô sẽ thấy được là ở phía đằng sau chúng ta có cái danh từ sau, đó chính là tớ. Với từ infant nghĩa là trẻ nhỏ, nhỏ trẻ sơ sinh. Đúng ạ. Rồi thế này còn phía đằng trước của chúng ta em sẽ dịch cái câu này của chúng ta như nào? Thì cô có với cái từ sau. Với từ goofing off, most dangerous for infants. Vậy cô sẽ thấy như sau với cái từ. Với từ goofing, với từ goofing off, cả cụm từ dịch là ho gà. Chờ, cái bệnh ho gà thì rất là chờ, em nhớ cho cô nhá, ở đây người ta dùng từ most,
nhưng nó không phải so sánh nhất nhá. Với từ most, nó có thể bằng với từ very, nghĩa là rất, đó ạ, danger, nguy hiểm. Và gì là ho gà rất là nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Xong câu số 7 đi với cái câu số 25. Cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý C. Sau câu số 25 chuyển cô sang với câu số 26. Với cái câu số 26, em sẽ căn cứ cho cô vào cái tính từ ở phía đằng trước, đó là từ. Với từ present, chúng ta có cái cấu trúc là be present at something, có mặt hiện diện ở đâu nhá. Rồi tiếp này, ngoài với cái nghĩa là có mặt hiện diện ở đâu ra thì cô sẽ còn với cái cấu trúc sau, đó chính là từ. Với từ present đi với giới từ in, nghĩa là tồn tại ở trong cái gì, được chưa? Vậy thì với cái câu này của chúng ta, giờ em sẽ dịch được cái câu này như nào? Vậy thì với câu này nó không có giới từ in thì cô chọn được câu số 26 của chúng ta, đáp án là ý B rồi, đúng không ạ? Nhưng mà em sẽ dịch cái câu này như nào đây ạ? Nhớ nào, bạn nào có thể dịch cho cô được cái câu này ạ? Ok, bạn nào có thể dịch cho cô được câu này ạ? Giờ cô sẽ thấy như sau, với từ merely là trạng từ, đúng không ạ? Chỉ. Rồi being present, nhận có mặt ở convention. Giờ với cái từ convention, từ đấy của chúng ta có nghĩa là gì? Giờ nghĩa là hội nghị, đúng không ạ? Sufficient. Giờ với cái từ sufficient, từ đấy của chúng ta có nghĩa là đủ. Giờ vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ dịch được là, giờ dịch là chỉ đơn thuần là có mặt tại hội nghị đầy đủ thôi à. Nhớ vậy thì với câu số 26 cô chọn được đáp án của câu đấy là ý B. Sau câu số 26 chuyển sang câu số 27. Với cái câu số 27 cô có cái cấu trúc, phân tích cấu trúc câu này ra này. Với cấu trúc là need to do something. Nhớ với cấu trúc là need to do something, cần phải làm gì? Là chúng ta cần phải tìm ra được một cái gì. Chờ bây giờ em muốn dịch được câu này phải biết nghĩa của từ này. Đấy, tiện thể chúng ta sẽ ôn lại cả phần từ vựng luôn. Nào, bạn nào biết nghĩa của từ này là gì ạ? À? Giờ cô sẽ có với cái danh từ. Với từ compromise nghĩa là gì? Nghĩa là cái thỏa thuận. Đúng không ạ? Đấy nhá. Dịch là chúng ta cần phải tìm ra được một cái thỏa thuận mà nó có thể chấp nhận được cho cả hai bên đảng phái. Chờ, hai bên của đảng. Vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ căn cứ cho cô bằng cái tính từ agreeable. Ok. Cô có từ agreeable, từ đấy nghĩa là gì? Nghĩa là có dễ chịu, đúng không ạ? Với cái từ agreeable nghĩa là dễ chịu. Chờ, ngoài cái nghĩa là dễ chịu ra, nghĩa thì cô sẽ có chờ, với cái cấu trúc là agreeable to something thì nghĩa là có thể làm hài lòng, có thể là làm hài lòng cho cả chờ, đúng không ạ? Có thể làm hài lòng, có thể là phù hợp cho cái gì, được không ạ? Thế nhá. Giờ cô có cái cấu trúc là agreeable to somebody, có thể chấp nhận được, đúng không ạ? Đối với ai? Nhớ nghe cô trai nói lại này. Cô có cái cấu trúc là agreeable to something, nghĩa là sẵn sàng làm cái gì đó, nhớ, hoặc cho phép điều gì. Nhớ cô nhắc lại này. Nó có hai cái nghĩa rõ ràng. Thứ nhất, với từ agreeable to somebody nghĩa là có thể được chấp nhận bởi ai. Thế còn agreeable to something nghĩa là sẵn lòng làm gì, nhận hoặc là cho phép điều gì. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cả hai bên của đảng phái nó sẽ là somebody. Thì cô sẽ dùng ở đây với giới từ là to. Đó là dịch là chúng ta cần phải tìm ra một cái thỏa thuận chợ mà nó có thể chấp nhận được đối với cả đôi bên. Nếu vậy thì với cái câu số 27 này, cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý D. Ok chưa? Rồi sau câu số 27, chuyển cô sang với câu số 28. Với cái câu số 28 cũng theo hướng như vậy thì em sẽ chọn được câu này của chúng ta đáp án là ý gì đây ạ? Nào, đọc kỹ cho cô cái câu hỏi. Nếu như cái câu này của chúng ta mà là trong đề thi của mình thì mình sẽ chọn đáp án gì? Đấy, theo kiểu như vậy nhé. Vậy thì bây giờ với câu này là câu kiểm tra kiến thức về giới từ, nó sẽ đi theo cái cấu trúc về giới từ thôi. Vậy đi theo cái cấu trúc về giới từ, em sẽ căn cứ cho cô bằng từ worried. Dạ, chúng ta có cái cấu trúc là be worried about something, lo lắng về điều gì. Vậy thì với câu số 28 rất là dễ dàng, cô chọn được ý A. Giờ rất là nhiều học sinh lo lắng về kỳ thi sắp tới. Sau câu số 28 chuyển cô sang câu số 29. Với câu số 29 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ ashamed. Chúng ta có cái cấu trúc là be ashamed đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là xấu hổ về cái gì? Và gì là cô ấy cần phải xấu hổ về bản thân mình khi nói với mẹ như vậy. Trở về thì với câu số 29 cô chọn được câu đấy là ý D. Sau 29 chuyển cô sang câu số 30. Với cái câu số 30 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái động từ sau. Căn cứ bằng động từ prohibit, chúng ta có cái cấu trúc đó là, với cấu trúc là prohibit đi với giới từ from nhá. Cứ có cái cấu trúc là prohibit somebody
hoặc là something from something, hoặc from doing something, nghĩa là cấm ai đó, cấm cái gì đó khỏi việc làm gì, cấm cái gì đó diễn ra. Vậy thì với cô dịch là hầu dịch là tất cả những cái động cơ xe cơ giới cần phải được cấm nhựa trong cái trung tâm của trong trong trung tâm của thị trấn. Vậy thì với câu số 30 theo cái cấu trúc như vậy thì cô sẽ chọn được câu số 30 của chúng ta. Đáp án là ý A. Sau câu số 30 chuyển sang câu số 31, câu này dễ. Đó ạ. Với cái câu số 31 em sẽ căn cứ cho cơ vào cái động từ ở phía trước của chỗ trống, đó là từ. Căn cứ bằng động từ believe. Chúng ta có cái cấu trúc là believe in something, tin vào điều gì. Vậy thì 31 cô chọn được câu đấy là ý D. Cô dịch là họ không tin vào cái việc chợ, họ không tin vào cái việc mà sống cùng nhau trước hôn nhân. Đó, được không ạ? Rồi, tiếp này chúng ta có với cái cấu trúc tiếp theo với cái câu đó là câu số 32. Nào với cái câu số 32 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ? Với cái câu số 32 để làm được cái câu này, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái động từ sau, cô sẽ chữa hết trang này em nhé. Chờ, căn cứ bằng động từ. Bằng động từ protect. Chúng ta có cái cấu trúc là protect somebody something đi với giới từ from. Bảo vệ ai đó, bảo vệ cái gì đó khỏi cái gì, đúng không ạ? Khỏi ai đó, khỏi cái gì đó. Và điều đây dịch là rất là quan trọng để bảo vệ ra khỏi cái tác động có hại của ánh nắng mặt trời. Vậy thì với câu 32, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Nếu như bạn nào mà hôm nay theo dõi cái chương trình livestream của cô này mà bạn thấy rằng là những cái cấu trúc này trong lúc cô giảng thì bạn biết hết những cái cấu trúc đó rồi, đúng không ạ? Ví dụ là cô chưa cần giảng đến câu đó mà em nhìn vào cái câu đó em đã điền được rồi và điền đúng được rồi thì chứng tỏ là phần giới từ của em đã rất là ổn rồi nhá. Thế còn nếu những bạn nào mà thấy những cái cấu trúc mà cô giảng hôm nay là mới tinh với mình hết ấy, đúng không ạ? Hoặc là về đa phần là em không biết ấy, thì em sẽ phải có kế hoạch học cái phần này một cách gọi là nghiêm túc hơn, dành thời gian hơn cho nó nhé. Với câu số 33 em căn cứ cho cơ bằng từ addicted. Chúng ta có cái cấu trúc sau. Với cấu trúc là be addicted to something, nghĩa là nghiện cái gì đó. Anh ấy nghiện cà phê và không thể làm gì buổi sáng cho đến khi anh ta uống một chút. Trở vậy thì với cái câu số 33, cô chọn được đáp án của câu số 33 là C. Dễ rồi. Số 33 chuyển cô sang câu số 34. Với cái câu số 34, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Bằng từ ahead. Chúng ta có cái cấu trúc là ahead of, nghĩa là đi trước, làm trước, tiến lên phía trước, đúng không ạ? Dịch là anh ấy có thể thấy rằng cái đoạn đường phía trước của anh ấy rất là rõ. Anh ấy có thể nhìn rõ cái đoạn đường phía trước của anh ấy. Vậy thì cô có với cái cấu trúc với cái anh là ahead of, nghĩa là trước. Vậy thì với 34 cô chọn được câu đấy là ý C. Sau câu số 34 chuyển cô sang câu số 35. Trở với cái câu số 35 em sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau. Căn cứ bằng từ involved. Nhờ chúng ta có cái cấu trúc sau. Cô có cái cấu trúc là be involved, đi vào giới từ in, nghĩa là say mê cái gì đó. Đúng ạ, ấy nhá. Nó có nghĩa là say mê cái gì đó. Vậy thì với câu ở dịch là Maria say mê với công việc đến mức mà không nghe thì tôi bước vào. Vậy thì với câu số 35 này cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Ok chưa? Sau câu số 35 chuyển cô sang với câu số 36. Với cái câu số 36 em sẽ căn cứ cho cô vào cái tính từ. Căn cứ bằng từ useful, chúng ta có cái cấu trúc sau này. Cô có cái cấu trúc là useful to somebody, có ích cho ai. Chợ ngoài có thể đi với to thì có thể đi với giới từ for nữa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy được là nó không có giới từ to nhưng có giới từ for. Thì cô sẽ chọn được 36 của chúng ta là ý B. Và dịch là the slow cooker is very useful for people who go out all day. Vậy thì với kiểu gì là cái nồi cơm điện kiểu này thì rất là hữu ích cho những cái người mà phải đi ra ngoài cả ngày. Xong câu số 36 chuyện cô sang câu 37. Với cái câu số 37 em sẽ căn cứ cho cô câu này dễ này, căn cứ bằng từ aware. Chúng ta có cái cấu trúc là be aware, ý thức về cái gì. Dịch là em có ý thức được về những cái rủi ro ở thời điểm đấy không. Xong câu số 37 chuyện cô sang câu số 38. Với cái câu số 38 em sẽ căn cứ cho cô vào cái tính từ. Căn cứ vào từ afraid. Chúng ta có cái cấu trúc là be afraid of, sợ cái gì. Là tôi luôn sợ đi máy bay. Vậy thì với câu 38 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Thực ra thì cái bài này nó sẽ nhấn về cấu trúc giới từ chứ không nhấn về câu đâu. Nên là về cơ bản chúng ta chỉ cần biết được cái giới từ này đi, rồi chúng ta cần biết được cái tính từ này đi với giới từ gì là chúng ta chọn được rồi, hiểu không? Rồi tiếp này, sau câu 38 chuyển cô sang câu số 39. Với cái câu số 39 em sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau.
Căn cứ bằng từ deficient, chúng ta có cái cấu trúc là deficient, đi với giới từ in nghĩa là thiếu cái gì, không có đủ cái gì, đặc biệt là những cái thứ cần thiết. Vậy dịch là a diet, một cái chế độ ăn mà thiếu vitamin D thì có thể gây ra, đúng không ạ, cái bệnh về còi xương. Đấy nhá, vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ thấy là theo cái cấu trúc như vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu số 39 của chúng ta là ý D. Rồi, từ nãy đến giờ là cô cho anh chỉ chữa cái phần, đó là phần cái cấu trúc giới từ. Đấy nhá, hoặc là cái cấu trúc, nói chung là cái cụm giới từ. Bây giờ cô cho anh sẽ chữa một cái phần sau này. Giờ cái phần này thì ở trong đề thi các năm trước đấy, là có, thậm chí là trong cái đề thi vào 10 cũng có cái dạng này chủ yếu này. Thế nên là chúng ta lên ôn cả hai dạng. Cũng nghe cô trai nói là trong cái chuyên đề về giới từ ấy thì nó sẽ có cái dạng bài, nó đề thi của chúng ta sẽ có thể vào cái dạng bài những cái đoạn đầu cô trai chữa này, tức là những cái cấu trúc về giới từ, những cái cụm giới từ. Chứ hoặc cũng có thể vào những cái giới từ thông dụng như là giới từ in dùng để làm gì, giới từ at dùng để làm gì, giới từ on dùng để làm gì, giới từ with với nghĩa là gì. Đấy, ví dụ từ with, với cái từ with, từ này cô đơn thuần với nghĩa là với, kiểu như vậy. Đấy nhá. Vậy thì với bạn sẽ làm cho cô với câu số 21 của chúng ta xem nào. Với cái câu số 21, chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý gì? Đó, nghĩ cho cô đi xem nào. Cô trai sẽ chữa cái này trong khoảng thời gian là khoảng 5-6 phút gì nữa cho các bạn, gọi là hôm nay coi như chúng ta làm một cái buổi về giới từ thì cô trai sẽ điểm qua hết cho em. Đấy nhá, được không ạ? Nào, vậy thì với cái câu này em sẽ chọn được đáp án là ý gì đây ạ? Nào, câu này phần này rất là dễ thôi ạ. Nhá. Thì với cái câu số 21 này em nhớ cô giỏi, nó sẽ không đi theo cái cấu trúc về giới từ giống như cái phần vừa nãy chúng ta chữa, đúng không ạ, mà nó sẽ đi theo cái cách sử dụng của giới từ. Cô cho anh nói lại cách sử dụng của giới từ, mấy cái giới từ thông dụng này nhé. Giờ chúng ta có cái giới từ sau đây, chỉ cần học cho cô mấy cái dòng này thôi, đặc biệt là những em 2K8 chuẩn bị thi vào 10 này, học cho cô ba cái dòng, ba cái gọi, học cho cô ba cái ô này. Chờ, giới từ on đi với thứ trong tuần, nhớ này, on đi với thứ trong tuần, đi với ngày trong tháng trong năm. Chị em có thể nhớ cho cô là giới từ on đi với thứ trong tuần, đi với ngày. Yeah, đi với những cái từ, giới từ on chỉ vị trí trên một bề mặt nào đó, nó mang nghĩa là trên, ở trên. Ví dụ on the table, ở trên bàn. Nhớ ạ. Hoặc là chỉ vị trí trên các tầng. Nhớ, on the floor, ở trên tầng, trên sàn nhà, kiểu như vậy. Giới từ in đi với tháng, đi với năm, đi với mùa, đi với buổi. Nhớ. Chị dùng trong các một, dùng trong một cái khu vực khoảng không, mang nghĩa là ở bên trong. Chị dùng trước những cái địa danh, như là thị trấn, thành phố, quốc gia. Dùng trước các danh từ chỉ phương hướng. Thế còn giới từ ất thì đi với các ngày lễ, đi cho ất cho cuối tuần, cho trước giờ và trước những cái địa điểm cụ thể. Đó, đúng không ạ? Những cái địa điểm thường địa điểm nhỏ, ví dụ như là at the station, at the airport, ok, at the park, kiểu như vậy. Rồi bên sẽ quay lại cho cô với cái câu sau của chúng ta này. Với cái câu số 121. 121 thì bạn sẽ thấy được là với câu số 121 dịch là anh ấy được sinh ra vào một ngày thứ hai của tháng 5. Vậy thì với cái câu số 121 này em sẽ phải dùng cho cô với cái giới từ mà đi với tháng, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 121 của chúng ta là ý C. Rồi thế còn 122 bạn sẽ thấy có là cái địa điểm là Hà Nội, đúng không ạ? Ở Hà Nội, vậy thì người ta sẽ dùng giới từ in đi với các địa điểm để nhá. Thường thì người ta sẽ dùng giới từ in đi với các địa điểm lớn và giới từ ất đi với các địa điểm nhỏ. Thì câu 123 em sẽ thấy có cái mốc là 2017 đó là năm, thì người ta dùng giới từ in đi với năm. Vậy thì 123 cô chọn ý B. Nhờ bạn thấy rằng là cái dạng kiểu này trong cái đề thi vào 10 sẽ vào nhiều hơn này. Nhờ, nhưng mà em nhớ cho cô là năm trước nhá. Nhờ, cái đề thi năm trước của chúng ta nó lại vào mấy cái giới từ thông dụng như này. Thực ra nếu mà vào giới từ thông dụng như này rất là dễ, đúng không ạ? Vào cái cấu trúc về cụm giới từ nó mới khó. Rồi tiếp này với cái câu số 124. Chờ, cô sẽ chữa đến hết cái đến 135, nó cũng có vài câu thôi mà nó rất là dễ nhá. Cô chữa hết xong chúng ta nghỉ, đúng không ạ? Chờ, với cái câu số 124 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau này. Căn cứ bằng từ floor nghĩa là sàn. Nhớ dịch là cái the body, cái cơ thể, dịch là the body, nhớ có một thi thể đang nằm ở trên sàn nhà bếp. Vậy thì cô sẽ thấy được là ở trên, với nghĩa là ở trên thì cô sẽ dùng giới từ với từ on the kitchen floor. Ok. Rồi, sau câu số 124, vậy thì 124 cô chọn được ý A. Rồi, thế còn 125 thì sao? Câu số 125 em chỉ cần căn cứ cho cô bằng cái từ sau này. Căn cứ bằng từ morning là buổi. Người ta dùng giới từ in đi với các buổi trong ngày. Vậy thì 125 cô chọn được ý B. Chờ, câu 126 này cô sẽ thấy được là Việt Nam là quốc gia. Người ta dùng giới từ in đi với quốc gia. Vậy thì 126 cô chọn được ý A. Được không ạ? Rồi, thế còn với câu số 127. Chờ, với câu số 127, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ.
bằng từ Christmas. Nhỡ chúng ta sẽ có là dùng giới từ up đi về lễ hội. Vậy thì 1, 2, 7, cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy của chúng ta là ý A. Sau câu số 1, 2, 7 chuyển cô sang câu số 1, 2, 8. Với câu 1, 2, 8 em chỉ cần nhìn cho cô vào cái thành phần phía sau của chỗ trống. Thành phần phía sau của chỗ trống em sẽ thấy có từ. Vậy từ summer là mùa hè. Người ta dùng giới từ in đi với mùa. Vậy thì 1, 2, 8 cô chọn được ý B nhá. Rồi tiếp này. Với câu số 129. Với câu số 129 thì em sẽ căn cứ cho cô bằng cái từ sau này. Căn cứ cho cô bằng từ weekend, nghĩa là cuối tuần. Em nhớ cô ơi, chúng ta có cái cụm từ là up the weekend, nhựa vào cuối tuần. Về 129 cô chọn được đáp án của câu đấy của chúng ta là ý A. Nhưng em nhớ cho cô như sau này. Với, riêng với cái anh này cô là bạn nhớ cho cô sau này, với từ weekend là cuối tuần. Nhưng theo như anh thì người ta dùng là on the weekend. Nhưng mà theo như ở Anh Mỹ thì người ta lại dùng là on the weekend. Vậy thì với câu này em lưu ý cho cô là hai đáp án đều ok nhá, đúng không? Nếu mà đi thi thì đề sẽ không ra hai đáp án kiểu như này. Rồi xong câu số 129 chuyển cô sang 130. Chuyển với câu số 130 thì em sẽ xem cho cô như sau. Ở đây là có là ở miền Nam của nước Pháp. Vậy thì cô sẽ thấy được ở đây nó sẽ là địa danh, đúng không? Nên cô sẽ chọn được 130 là ý C. Rồi câu số 131 là hãy nhìn tất cả cái cuốn sách ở trên bàn. Vậy thì với câu này câu dịch mang nghĩa là ở trên. Nhờ ở trên bề mặt thì cô sẽ dùng giới từ là on, được không ạ? Rồi cô chữa nhanh nhé. Rồi câu số 132 này, em sẽ căn cứ cho cô bằng cái danh từ ở phía sau chỗ trống, đó là từ, đó là từ university. Rồi chúng ta sẽ có cái cụm từ, đó là cụm từ at university, ở trường đại học, nhờ at school, ở trường. Thì 132 cô chọn được câu đấy là ý A. Sau 132 chuyển cô sang 133. Thì là trường học bắt đầu vào ngày 3 tháng 9. Chợ cứ có dính ngày vào chúng ta sẽ dùng giới từ on. Thế còn tháng, năm thì nó sẽ dùng in. Nhưng mà cứ có dính ngày và chúng ta dùng on. Em có nhớ cho cô như vậy. Phải 133 cô chọn ý đây. Sau câu số 133 chuyển cô sang câu số 134. Chợ với câu số 134 thì bạn sẽ chặt căn cứ cho cô vào cái danh từ phía sau. Và từ December. Nếu cô có từ December, từ đấy của chúng ta có nghĩa là tháng 12. Vậy người ta dùng giới từ in đi với tháng. Vậy 134 cô chọn được đáp án của câu đấy sẽ là ý A. Sau câu số 134 chuyển cô sang câu số 135. Nhớ 135 cũng là cái câu cuối cùng trong cái bài học ngày hôm nay của chúng ta này. Nhớ với câu số 135 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ Europe, nghĩa là châu Âu. Nhớ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi người ta đều dùng giới từ in, đúng không? Đi với các địa điểm lớn. Vậy thì 135 cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý C nhá. Vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ em xong cái chuyên đề về giới từ. Chợ mỗi một chuyên đề cô Trang Anh sẽ hỗ trợ 1-2 buổi livestream thôi. Về cơ bản thì cái phần giới từ này chúng ta chỉ cần, đúng không, áp dụng cái cấu trúc về giới từ là mình khoanh được thôi. Nên là tạm thời cô Trang Anh sẽ hỗ trợ em một buổi về giới từ. Nếu các bạn cần thì cô Trang Anh sẽ xếp thêm một buổi nữa. Một buổi nữa chắc là với tầm hơn 100 câu này chắc phải 2 buổi nữa thì mới xong được cái phần về giới từ này. Nếu các bạn cần nhá. Nhờ bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Nhờ cô sẽ còn rất là nhiều phần muốn hỗ trợ các bạn, ví dụ phần cụm động từ này. Đây, em nhìn cho cô này. Nhờ mục tiêu của cô Trang Anh là hỗ trợ hết các bạn, hỗ trợ các bạn toàn bộ cái cuốn sách này bằng video hoặc là livestream. Nhờ thì cô Trang Anh mới hỗ trợ được rất là ít thôi. Nên là cô Trang Anh sẽ hỗ trợ xen kẽ giữa cả cái phần cơ bản và phần nâng cao. Nhờ phần hôm nay cô hỗ trợ em là cái phần về giới từ thì nó cũng chỉ là mức độ cơ bản thôi. Thế còn những cái phần nâng cao nó sẽ là cái phần về kết hợp từ, từ cùng trường nghĩa, từ vựng nâng cao này, đúng không ạ, thành ngữ này, hoặc là sai về cách dụng từ. Cái phần về kết hợp từ thì cô Trang Anh có chia sẻ cái lời giải chi tiết rồi, các bạn tham khảo. Nếu như cái phần nào mà cô chia sẻ lời giải chi tiết rồi thì cô Trang Anh sẽ không chữa livestream hay là quay video nữa. Phần đồng nghĩa trái nghĩa cô Trang Anh cũng đã chia sẻ lời giải chi tiết rồi, bạn xem trên cái page của cô để xem lời giải chi tiết nhé. Thế còn những cái phần nào mà cô Trang Anh không chia sẻ lời giải chi tiết thì cô Trang Anh sẽ, từ giờ lúc các bạn thi, cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn toàn bộ bằng video hoặc livestream, ok? À, tối ngày mai cô Trang Anh có, tối nay này, tối ngày mai cô Trang Anh có lịch làm việc với 2K8. Tối mai cô Trang Anh sẽ chữa đề thi vào 10 của 2K8. Vậy nếu như tối thứ 6 mà không có gì thay đổi thì cô sẽ hỗ trợ các bạn một buổi với cái phần từ cùng trường nghĩa, hoặc từ vựng nâng cao, hoặc là thành ngữ, hoặc là cụm từ cấu định bạn nhé. Nói chung là nếu như buổi tối thứ 6 cô có thể hỗ trợ được thì cô sẽ thông báo vào buổi trưa thứ 6 để các bạn chuẩn bị. Rồi các bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang đến là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau nhé.